Mẹ con đang ở đâu? Dạ đang ở trong cái cốt. Hàng ngày nhớ mẹ quá thì con làm sao? Dạ đốt nhang. Con có hay nói chuyện với mẹ không? Có, con nói mẹ cố gắng mà. Lúc mà đưa hài cốt mẹ về á, Út Dương có nói ủa sao tay với chân mẹ đâu rồi không thấy. Cũng là đưa hài cốt về mừng lắm, tưởng đâu mẹ xuất viện về không mà. Nên nó hỏi tay chân đâu rồi cái. Ôi Ốc ơi. Gì đó tôi nha. Ôi Ốc coi đi. Ủa, Ốc có nhận ra cái khung hình không? Cái khung hình này là một cái khung hình cắt từ một cái phim phóng sự rất 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 là chấn động trong cái giai đoạn mà chúng ta đối diện với dịch bệnh, ở cái giai đoạn căng thẳng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì mình cũng nhiều tâm tư lắm khi mà mình xem cái phim này. Rồi sao tự nhiên bây giờ nó ở trong cái hộp? Nếu Vân nhớ không lầm thì là người mẹ đang mang thai tới ngày sinh và mẹ bị mắc Covid. Và điều mà mẹ mong muốn là được gặp con của mình. Nhưng mà hình như điều đó đã không xảy ra. Và phía mặt sau của bức hình này là một dòng chữ: mẹ ơi con nhớ mẹ. Vậy liệu rằng có phải dòng chữ này được viết từ một em bé khác của người mẹ này hay không? Một trong những cái lý do mà mình nói là cái đoạn phim này nó tạo cho mình những cái chấn động á, là cũng vì nó, vì mình thực sự không quản lý tốt cảm xúc khi mà mình đã xem cái phim này tại thời điểm phát sóng. Thôi chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật nhí của ngày hôm nay đi. Con sẽ kể cho chúng ta nghe xem có đúng là chúng ta đang nghĩ như vậy là hoàn cảnh của gia đình con hay không. Quốc Dương ơi, hình ảnh này có phải là hình ảnh từ gia đình con không, hay là nó liên quan tới điều gì? Dạ, hình ảnh của gia đình con, mẹ con. Con nói mẹ ơi con nhớ mẹ, và đây có phải là mẹ con không? Dạ phải. Là con đang rất nhớ mẹ. Dạ. Đã bao lâu rồi con không có được gặp mẹ, con nhớ không? Dạ không. Cậu bé này rất là đẹp trai, từng đường nét trên gương mặt con rất là đẹp. Có ai nói với con về điều đó không? Không. Sao con nhớ mẹ con vậy? Dương, mẹ con đang ở đâu? Dạ đang ở trong cái cốt. Hàng ngày nhớ mẹ quá thì con làm sao? Dạ đốt nhang. Có khi nào Dương nói hoặc là Dương nó khóc với em là con nhớ mẹ không? Có, là cấp trước đó, chưa cấp trước mà còn thờ mẹ là bố Dương có nói giái cho mẹ hết bệnh rồi mẹ về. Lúc đó là con chưa biết mẹ mất. Chưa biết mẹ mất. Rồi sau này mới em mới nói là mẹ mất rồi. Rồi con mới biết nó là thờ cho bằng mẹ, nó ai lại nó thì mẹ mất rồi. Vậy mới chỉ biết như vậy thôi chứ. Con có hay nói chuyện với mẹ không? Có. Con nói gì với mẹ vậy? Con nói mẹ cố gắng mà. Con nghĩ tại sao mẹ phải cố gắng? Tại lúc đó mẹ còn đang nằm ở trong bệnh viện. Nhưng bây giờ mẹ đâu có nằm ở trong bệnh viện nữa. Con tả cho cô nghe về mẹ con đi. Mẹ con như thế nào Dương? Mẹ con có đẹp không? Dạ có. Giờ con nhớ về mẹ con nhớ nhất là điều gì? Con nhớ là mẹ cố gắng lên. Con có đủ hiểu mất là như thế nào? Em nghĩ Dương nó hiểu không? Dạ cấp trước thì như Dương không có hiểu nên vẫn nghĩ là chết là cái gì đó mơ dạ, hồ dạ, lắm mơ hồ. Rồi mai mốt mẹ về thôi. Lúc mà đưa hài cốt mẹ về á, Út Dương có nói ủa sao tay với chân mẹ đâu rồi không thấy. Cũng là đưa hài cốt về mừng lắm, tưởng đâu mẹ xuất viện về không mà. Nên nó hỏi tay chân đâu rồi cái không biết trả lời dạ. Sao. Và bây giờ mình có hỏi điều gì con nhớ nhất về mẹ là cũng chỉ lặp lại cái câu là mẹ cố gắng lên. Dường như cái điều đó nó đã trở thành một cái điều ám ảnh. Bởi vì sẽ là cái những cái câu mà nói nhiều nhất trong những lúc mà thập tử nhất sinh của mẹ con. Nhưng mà rồi mọi chuyện thì nãy giờ chắc mọi người cũng nghe. Em con bây giờ là mấy tháng rồi? Dạ 5 tháng. Dương là con thứ mấy của em? Dạ thứ hai. Thứ hai. Mình có bao nhiêu bé? Dạ có hai, Dương với Kim Nguyên. Kim Nguyên là lớn hơn đứa hay gái, nhỏ hơn? Đứa gái mới sanh. Là cái bạn nhỏ. Ngày ai chăm em vậy con? Dạ ông nội với bà nội. Con có phụ chăm em không? Có. Có làm được cái gì nè Dương? Dạ con coi em. Con biết làm việc nhà giúp cha không? Dạ con biết quét nhà. Ừ vậy là giỏi rồi. Cha làm công việc gì con? Cha ở nhà đi đặt lúa.
công việc hiện giờ của mình là gì em? À, công việc lúc mà chưa có bùng dịch đó là làm trên công ty nhựa chai lớn. Sau này vợ mất rồi về quê rồi hai đứa nhỏ quá nên lên làm không được, nên làm ở dưới là mua được cái chiếc xuồng để ra ngoài sông đặt cửa ngục á. Dạ, để bán bằng đem tiền lo cho hai đứa nhỏ. Cái điều con mong muốn nhất là gì Dương? Con muốn là mẹ tỉnh lại hả? Con nghĩ điều này có thể trở thành hiện thực không? Con nghĩ mẹ có quay trở lại không? Dạ không. Nhưng con vẫn nghĩ như vậy, con vẫn muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà giờ mẹ đi rồi, mẹ đi đến nơi xa lắm rồi, mẹ không thể trở lại được. Thì mình phải làm sao đây? Thì mình kêu mẹ về. Chị mời em ra ngoài cùng với con. Đây là cha của bé Quốc Dương. À, Dương ơi, hồi nãy ở trong á, cô nói chuyện với ba đó, thì ba có kể là công việc mỗi ngày của ba là ba đi bắt cá nè, rồi bắt tôm nè. Con có biết công việc của ba không? Tôi biết. Rồi cô nghe nói là hả, Dương rất là thích đòi đi theo ba để mà phụ ba, đúng không? Hả? Rồi sao? Mình giữa cái chuyện là ở nhà mình học bài nè với cái chuyện mà đi theo ba thì con lại thích đi theo ba hơn. Sao vậy? Thì con không biết. Nhiều khi chỉ là cảm giác muốn ở bên cạnh ba vậy thôi. Rất là nhiều những cái câu trả lời con không biết đó cô tôi nha. Mình không có muốn con phải trả lời là con biết hay là cái gì cũng phải rành mạch. Tại vì mình hiểu rằng là mọi thứ nó khá là khó khăn. Với con thì từ ngày gia đình mình xảy ra biến cố thì mọi thứ nó đã bị xáo trộn như thế nào vậy ba Quốc Dương? Mà xảy ra biến cố gặp mà rất là nhiều khó khăn, nhờ cũng có Mạnh Thường Quân, nhờ cô bác chú bác với bên quân đội rồi đó cũng có giúp đỡ một phần nào khó khăn chị. Dạ, cũng nhờ bên bộ tư lệnh thành phố cũng đưa được về quê tới nhà và cũng làm mai táng cho vợ rồi đó. Con có ghi trong cái hình ảnh phía sau á là con nhớ mẹ lắm, thì thường con có nói điều này với lại cha không ạ? Dạ, nhưng khi lúc mà mẹ mất thì chưa biết thì Quốc Dương cũng mong muốn mẹ về, cũng thương mẹ lắm. Nãy vẫn nói, rồi bây giờ vẫn còn nói là mẹ cố gắng lên. Thực ra cô Nha hy vọng là điều này nó không phải là sự thật. Có nghĩa là nó có những cái lý giải cho cái điều đó của Dương. Có thể là con quá ngây thơ. Con ngây thơ đến mức đối với con chuyện sinh tử ở đời nó không lạ gì hết, con không hiểu gì hết. Con cảm thấy nó như một cái cuộc chơi bình thường thôi. Cô hy vọng là con rơi vào trường hợp này, mặc dù nghe nó rất là hồn nhiên nhưng hãy như vậy. Bởi vì nó sẽ có một cái trường hợp thứ hai, nó đáng sợ hơn rất nhiều. Đó là các con hoàn toàn biết cái chuyện đó, nhưng những cái chấn thương tâm lý nó bật lên một cái chế độ phòng vệ để con không muốn đón nhận. Và có thể con sống mãi với một cái sự mắc kẹt về nhận thức là mẹ bệnh, mẹ đi đâu đó rồi mẹ sẽ khỏe, mẹ quay về. Điều đó nó là những cái tổn thương mà rất là khó chữa lành. Nên là con trả lời không biết cũng được. Và mình rất hy vọng là không biết thiệt. Thương ba nhiều không Dương? Nhiều. Vậy cho cô hỏi nha, rồi mình thương ba vậy, rồi mỗi lần ba đi làm mệt về á, mình có làm gì cho ba không? Đi mua nước. Đi mua nước, rồi ngoài đi mua nước ra rồi Dương còn làm gì phụ ba được nữa? Có bế em được không con? Dạ con mới bế được em ở trên giạc à. À vậy á hả? Là ngồi trên giường rồi bế, chứ còn xuống đất bế là sao vậy? Sợ vuột tay em té hả con? Dạ. Bây giờ là cùng một lúc là lo cho bé nhỏ này, lo cho bé lớn này, rồi lại lo cho gia đình, rồi lại thiếu vợ như vậy á. Thì có lúc nào á, ba Dương cảm thấy quá sức không? Dạ, cũng gắng cố gắng quyết tâm, gắng mặn lo cho hai đứa con với gia đình. Để cho sau này dễ cho hai đứa con được sống một cách rất là khỏe và hạnh phúc. Dạ, mong muốn em như vậy. Em gắng quyết tâm em làm. Tại vì vợ em cũng mất rồi, để trọng trách lại cho em phải quyết tâm em làm như vậy. Cái công việc hiện giờ mình làm á thì rõ ràng nó cũng không thể là một công việc lâu dài được, đúng không? Mình đánh bắt riết rồi nó cũng cạn tài nguyên. Thì em có một cái ý định gì đó là trong tương lai là mình sẽ quay trở lại với nhà máy, rồi mấy cha con sẽ có một cái công việc khác so với bây giờ là mình ở chung với nhà nội không? Dạ, tính lo cho hai đứa con sau này được khôn lớn, biết đi đứng đầu với cha rồi em mới tính tới cái con đường để kiếm để tiền để lo cho hai đứa học nên người. Cái điều em mong muốn nhất dành cho Dương bây giờ là cái gì? Thì mong muốn nhất đó là em gán làm, em kiếm tiền để cho Quốc Dương ăn học đến nơi đến chốn. Con cũng may mắn là có nhiều người thương.
gia đình mình tuy là cũng còn thiếu hụt đủ thứ, nhưng mà thấy mọi người tương trợ lẫn nhau, và chúng ta cũng thấy là sự chia sẻ cộng đồng dù ít dù nhiều nó cũng là cái động lực rất là lớn. Đó là một câu chuyện thật về những cái mất mát tổn thương quá lớn của đại dịch. Và chúng ta thấy rằng là cái hậu quả của nó sẽ còn theo chúng ta rất lâu. Bây giờ thì chỉ có một cách là chúng ta nhìn con mà sống thôi. Ngay từ ở trong kia thì ba của Quốc Dương cũng đã rất là xúc động. Thực ra thì có thể mọi người sẽ cảm thấy cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay nó kỳ kỳ. Thay vì là những cái gì mà con nói nó chiếm phần lớn thời lượng của chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta phải nghe điều đó thông qua ba của con. Nhưng mà thông qua những cái chia sẻ của ba Quốc Vương thì chúng ta cũng hiểu là con cũng có những cái tâm tư của con. Nếu như thực sự những cái điều mà chưa trọn vẹn mà em nghĩ về vợ mình á, em cảm thấy đó là một sự mất mát quá lớn, một sự nuối tiếc á, thì mình dồn nó thành cái động lực để mình lo cho các con. Vợ sẽ biết là em rất là yêu vợ, rất là nhớ vợ. Giờ chỉ còn một cách cố gắng thôi. Cảm ơn hai cha con Quốc Dương. Câu chuyện ngày hôm nay xin được dừng lại như vậy. Nếu mà chuyển tải nó bằng ngôn ngữ viết á, thì chắc là sẽ là những dấu ba chấm mà chúng tôi không thể chấm than hay là chấm một cái chấm kết thúc cho câu chuyện này được. Bởi vì trong lòng mình nó vẫn còn có những cái cảm giác rất là khó chịu. Nhưng Vân biết rằng là quý vị khán giả hoàn toàn hiểu và cảm nhận được. Chúng ta chỉ có một cách là tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Và bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn sẽ có được hạnh phúc. Dù cho là nó có thể không được tròn trịa, nhưng mà mọi người có tin rằng là nó cũng do chính mình quyết định hay không ạ? Và xin được gửi lời động viên và chia sẻ sâu sắc đến tất cả những gia đình đã và đang phải chịu những cảm xúc này sau đại dịch Covid-19. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ xin gửi lời chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại khán giả.